Rồi, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để lấy một cái video trên TikTok về mà nó không có bị gắn cái logo của người khác. Rồi, bây giờ mình cùng bắt đầu nhé. Rồi, đầu tiên là mình sẽ vô TikTok này. Mình chọn tới cái video mà mình muốn lấy về. Đây, video này đúng không? Sau đó là mình sẽ quay sang cái Safari này, hoặc là Google Chrome cũng được. Mình sẽ ấn là Snaptic. Đó. Tik.app đó, xong mình chọn cái dòng của nó. Rồi, ở đây thì mình sẽ dán cái liên kết của TikTok vô này. Rồi, sau khi dán vô thì mình ấn chữ download này. Thì mình có thể chọn những cái server để mình download, thì thường là mình sẽ chọn server 1 hoặc server 2. Xong mình tắt cái quảng cáo của nó đi. Đó, thì nó sẽ có hiện lên là bạn có muốn tải về cái video này không. Rồi mình sẽ chọn nút tải về này. Đó, thì sau khi tải về thì nó sẽ ở cái khu vực này này. Chắc là mỗi điện thoại thì nó sẽ khác thôi, nhưng mà cơ bản thì nó sẽ là tải về bằng cái ứng dụng Snaptic như này. Xong mình có thể là ấn vô cái video mình vừa tải về. Đó, ở trên App Store. Ở trên iOS ấy, thì mình sẽ ấn vào cái nút góc bên trái màn hình này. Đó, xong mình sẽ ấn vào cái nút này, lưu video này. Đó, bây giờ mình sẽ quay lại cái mục ảnh này. Rồi mình sẽ quay lại cái mục ảnh này. Đó là các bạn có thể thấy ấy, là ở đây mình đã có một cái video. Đó, cái video hoàn chỉnh, rất là đẹp, rất là chất. Đó, mà hoàn toàn là không có logo của người khác. Hãy cùng mình Đức Anh bắt đầu từ những cái bước nhỏ nhất để có thể là tự kinh doanh cho chính bản thân mình. Nếu bạn nào có những cái thắc mắc hoặc là muốn mình ra những cái video gì đó, hướng dẫn làm một cái thứ gì đó, thì hãy để lại dưới bình luận giúp mình nhé. Cảm ơn mọi người.